Vinh mang nhiều kẹo quá các bạn ạ. À, mà mình chỉ mở ra để xem là kẹo gì thôi. Các bạn đừng bảo là mình lấy trộm nhá. Tớ mở ra đây. Ôi dồi ôi, đi học hay là đi ăn? Ôi, mang nhiều kẹo thế này. Xem thế nào. Ui, bim bim vị sườn nướng này. Lại còn vị bò bít tết nữa chứ. Xem còn gì nữa nào. Ui, lại còn được kẹo nữa này. Ui, biết đi học hay là đi ăn nhỉ? Thế này á, mình phải trừng trị thay ban giám hiệu nhà trường mới được. Mà trừng trị bằng cách nào bây giờ này? À, sẽ trừng trị bằng biện pháp quyết liệt. Đấy là gì các bạn biết không? Đấy là tịch thu hết. Tôi sẽ thay mặt ban giám hiệu ở trường tịch thu hết kẹo của bạn Vinh Tuần Lộc nhé các bạn nhé. Bánh kẹo của tớ trong cặp ai lấy hết rồi? Chả có ai lấy đâu. Vừa lấy em, cô giáo thấy em cậu đi học ăn mà mang nhiều bánh kẹo quá lên cô giáo thu hết rồi. Nhưng mà tớ có ăn đâu. Tớ không biết là cậu đi mà hỏi cô giáo ý. Mình chả ăn thu của mình bao nhiêu là đồ ăn nữa. Con vui thế thôi mà cũng khóc. Cậu thử mất tần đấy kẹo xem cậu có khóc không. Tôi thấy bình thường. Vừa nãy tôi hỏi cô giáo với các bạn. Cô giáo với các bạn bảo là không lấy bánh kẹo của mình. Vậy thì chỉ có trang hành tranh thôi. Tần Thổ Địa ơi, ông có mắt mà ông lại để trang hành tranh hoành hành trong lớp thế à? Ông phải trừng trị bạn trang hành tranh đi. Đi học thật là vất vả mà. Mày quá thuộc chuyện lại phẩm. Xem nay thử được những gì nào. Bim bim này. Kẹo này. Ngủ cái đã. Trang Lanh Chanh, ta là Thần Thổ Địa đây. Ta đã chứng kiến hết những việc làm xấu xí của con. Giờ ta có một thử thách dành cho con. Đó là trong vòng 24 giờ con phải ăn đồ màu đỏ. Nếu không thực hiện được, ta sẽ có hình phạt thích đáng dành cho con. Ôi, ông Thần Thổ Địa, ông Thần Thổ Địa. Kẹo. May quá vẫn còn đủ kẹo. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Đúng là ông Thần Thổ Địa đáng ghét. Mình không ăn đồ ăn màu đỏ cũng có bị làm sao đâu. Mẹ cứ vèo lên, sưng đỏ to lắm. Hả? Vậy á? Cậu đưa gương đi tớ xem nào. Ôi, tớ chết rồi. Mồm tớ lại bị như thế này. Thế này thì nguy hiểm lắm. Hay là cậu về cậu bảo bố mẹ cậu đến đây bác sĩ cắt cái môi này đi. Cậu đi học à? Mà cắt. Ôi, to lắm. Đúng rồi, đói mùa đó, ông Thần Thổ Địa. Này, cứ bảo đánh cậu này, đi lên. Ơ, đi đâu đấy? Trang này, nặng đủ quá đấy. Các bạn ơi, bây giờ mình đã đến Vinmart rồi. Và bây giờ mình đã thử thách 24 giờ ăn đồ ăn màu đỏ nhá. Các bạn hãy theo chân mình nhá. Tiếng nhá.
sô-cô-la tiếp này. Thôi các bạn, bây giờ mình sẽ đổi ra món khác nhá. Bây giờ mình sẽ ăn bánh này đi. Bóc nhá. Ở trong một ổ trò chơi cho các bạn chơi thế này. Đây là loại bánh của lọc có các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bóc ra nhá. Các bạn nhìn bánh ở trong này. Ui, thế rồi tôi. Đây. Bây giờ mình sẽ đổ vào đây nhá. Các bạn thấy nhiều chưa? Bây giờ mình sẽ ăn nhá. Mình sẽ ăn thành thôi, bây giờ mình sẽ bỏ cái này sang một bên để ăn cái này khác nhé các bạn nhé. Ăn cái gì bây giờ nhỉ? Đây, tên tên mình sẽ ăn bim bim tăm của Thái nhé các bạn nhé, ngon lắm luôn ấy. Bóc chỉ cho các bạn nhìn bên trong nhá. Đây, ăn xong thì đổ ra tay các bạn xem cho dễ nhé. Đây, bên trong mình sẽ có những miếng bim bim tăm nhỏ nhỏ như thế này này. Bây giờ thì mình ăn nhá. Ngon lắm các bạn ơi. Vừa có vị mặn mặn mà còn cay cay nữa, ngon lắm luôn đấy. Tinh tinh, món tiếp theo mình sẽ ăn là bim bim nhá. Bóc rồi. Thôi bây giờ mình đi về để mình ngủ cho qua nhanh 24 giờ nhé các bạn nhé.